Hello mọi người, hôm nay mình giới thiệu tới mọi người một cái mẫu máy tay qua mới, tay qua BR100MN, mà mình kia hay kêu năm nay là con tay qua BR100 Pro Max đi, tại nó là phiên bản nâng cấp mà. Đó, thì nó sẽ nâng cấp cái gì? Nâng cấp từ 3 bạc đạn lên thành 4 bạc đạn. Đó, dòng tua con kia là 6.1 thì lên là 7.3. Tải cá, con kia tải cá 5kg, con này nâng lên là tải cá là 6kg nha mọi người. Chúng nó thêm một bạc đạn nữa và sẽ thêm mấy trăm ngàn. Màu của nó sẽ là màu camo. Đây, thì nó có nhiều màu lắm, nó có 3-4 màu gì lận. Bữa nay thì mình sẽ lấy cái con màu này mình câu, màu xám xám nè. Rồi ở nhà mình đã vô dây sẵn rồi. Đó, mình vô dây Toman. Đây, con máy màu camo. Mới cầm lên quay thử thì thấy nó nhẹ im lắm nha. Dòng hãng mà, đây qua mà 7.3. Con này có giá hiện tại là 1.350.000 nha mọi người. Đó, đây qua Made in China nè, thấy không? Cái xưởng nằm ở đâu thì Made in ở đó nha. Đây qua BR100 Pro Max chỉnh thắng maximum luôn nè, tại mới ra làm quen với máy mà. Thì là số 7. Con này thì tất nhiên là chống gió rất là tốt rồi, cũng yếm luôn rồi. Tay qua BR100 mẫu mới. Đó. Rồi. Đó, trời tấp hụt nó vậy. Hai con thấp hụt hết hai cái luôn. Để xuống cái dính liền hả? Lấy cho anh mượn cái xô đi. Trời. Để nát chả cá cho anh quen. Đây. Lưỡi titan. Nước nhiều quá cá lên lúa cho anh này. Trời ơi. Trời ơi. Mình thấy nó lôi cái con nhái của mình đi luôn á. Mà mình thấy cái màu hồng nó đi luôn á mọi người. Mà biết nó chụp được có con bên nè. Nhưng mà cái phản xạ là mình phải giật. Nếu mà nó nắm được có một bên con nhái à, nó lôi đi. Thiệt tình. Chứ phải nó lôi dây không thì nói gì. Vừa chọi xuống là quất liền luôn, không lịch, không đợi chọi cái thứ hai để định hình nữa. Không nhận nước cạn xuống nó đi đâu, nó trốn đâu, tiểu trên hay thiệt. Nước lên cái nó lên nhóc luôn.
đó, chuyến này đã thấy con mồi chìm nhưng đã thấy chìm nhưng mà không thấy con mồi tức là nó đã ngậm được nha. Yeah yeah, giấy hồng 100.000 một con, mồi chìm nha mọi người. Lên hàng lên hàng, mới dính một con trên bờ chọi xuống ăn nữa nè mọi người. Rồi nhả, đợi mình bấm máy lâu quá. Cạch cái sùi tim liền. Đây qua BR100 Pro Max. À, con này thì mình có đăng lên TikTok, Shopee đồ hết nha. Mọi người mua trực tiếp qua mình hoặc là mua qua Shopee, TikTok cũng được. Cởi xuống là làm cái cạch liền. Em bé thiếu nhi nó sắn. Tại đi hình đây cá nhỏ không, mình mới đè con đi hình chìm này ra mình câu hoài nha. Chứ giờ mình muốn câu mồi mới lắm, về hunter này kia các kiểu. Nhưng mà mấy mồi mới bộ đị nó hơi bự với lại nó nổi á, cá này nó nhát ăn chứ ăn nó không vừa miệng. Nhá chìm mãi đến vô nhá chìm mãi đến 100.000 con nha mọi người. Rồi nào, mini không nhé, chìm nó nặng nên là quăng nó đi xa sướng lắm nha mọi người. Cái nào cái chứ đi xa là mình chịu à. Xa thì xác sức cá nó táp cao hơn. Mỗi cái luôn mọi người. Vô mỗi cái luôn. Cái táp là lụm, táp là lụm. Nhá chìm. Máy này ổn nha mọi người. Ném mồi xa, không bị sượng, không bị gói nha. Mình đang câu mồi 8g và thắng ở mức số 5. Thắng ở số 5 là cũng còn hơi cao rồi đó. Ném mà không kêu luôn nha. Tầm giá 1.350.000 thì sống con này là ổn.
lên ruộng luôn, lên ruộng luôn là lụm luôn. Thì từ ngày có con quy đi thận chìm này, công nhận mình lên level hẳn. Trình lên cao hẳn nha mọi người. Đóng là dính, đóng là dính nha. Quy đi thận màu hồng. Thật ra là mấy con cá này nó yêu màu hồng, ghét sự giả dối nha. Ăn là lụm, ăn là lụm mấy bạn ơi. Sùi tim là lụm. Con nào con nấy nhỏ xíu mà nuốt lúc ở trên này. Bắt hết luôn nha. Bắt hết mình vô cho ông bà. Ta muốn thả lại nuôi hay ta muốn để dành ta ăn hay ta bán này kia là chỉ có người ta nha. Giờ là khoảng 12 giờ trưa rồi đó. 12 giờ trưa là câu nhé chìm là đúng bài luôn. Mà với nổi nó đâu có ăn. Nó chung ở dưới đáy nó trốn dưới mọi người. Đó. Sùi tím, sùi tím. Sùi tím. Ở trời. Trình mình lên level dữ vậy ta. Mình bất ngờ với bản thân mình luôn á. Cá ăn đóng là dính luôn. Trời ơi. Quá trời bữa nay rồi nha. Hết mớm rồi nha mọi người.